Đếm lên. Ha, cái gì hả? Cái gì đây? Thôi bây giờ em tập thì quay đi. Ngồi xuống quay. Anh ngồi xuống. Để nó thở. Em quay rồi đi. Thầy giáo viên trong trường cho tiền gửi xe mà. Xin là có thôi. Ghê ghê ghê. Xin chị Quỳnh cứ đó. Nó muốn về lắm luôn rồi. Thiền thì chắc là trong đầu đang không có gì.